Xin chào các bạn, tôi là Thường Thật Thà và hiện tại trên tay tôi đang là một chiếc nhiệt ẩm kế tự ghi của hãng Cachilachi và nó có tên là Cachilachi i10. Vâng, đây là một chiếc nhiệt ẩm kế tự ghi và nó sẽ tự lưu kết quả. Và để sử dụng cái nhiệt ẩm kế này đối với nhà thuốc hoặc công ty dược thì chúng ta cũng cần một cái giấy hiệu chuẩn là đã được kiểm chuẩn qua một cơ quan chức năng. Ở đây là Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Hà Nội. Và mình thì có cung cấp cái giấy nhiệt ẩm kế đã hiệu chuẩn. Và với cái máy như thế này, chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta cũng chỉ cần cắm hai cái dây. Một là cái dây màu trắng ở cổng phía bên trên là để ghi độ ẩm, còn cái dây màu đen rắc nhỏ chúng ta sẽ cắm ở bên dưới để ghi nhiệt độ. Và chúng ta muốn lấy cái dữ liệu ra thì chúng ta cần phải kết nối giữa cái nhiệt ẩm kế tự ghi của chúng ta và máy tính. Và máy tính thì cần phải cài đặt một cái phần mềm của hãng về thì chúng ta sẽ lấy được dữ liệu ra. Và đối với các cái máy như thế này mà chúng ta muốn xem kết quả tức thì chúng ta chỉ cần nhấn một lần vào cái nút nguồn là chúng ta có thể xem được cái kết quả tức thì. Còn muốn lấy dữ liệu ra thì phải vào máy tính và download cái dữ liệu về. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta sẽ download cái phần mềm của cái nhiệt ẩm kế Cachilachi i10 về máy tính và cũng như cái điều chỉnh cái nhiệt độ. Nếu như chúng ta muốn điều chỉnh nhiệt độ lên hoặc điều chỉnh nhiệt độ xuống thì ở trong phần mềm đều có thể cài đặt được và tất cả mọi người đều có thể làm được. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cài đặt vào vào máy tính nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào Google nhé. Mình thì hay sử dụng cốc. Và với cái máy Cachilachi i10 này thì chúng ta cũng sẽ vẫn sử dụng cái phần mềm của hãng Elitech, để chúng ta gõ chữ elitech.uk.com. Thực ra thì cái tên của nó sẽ khác thôi, còn đâu thì nó vẫn sử dụng một cái phần mềm gốc vì thằng Elitech nó sản xuất ra cái máy đó mà. Rồi chúng ta sẽ vào trang chủ của Elitech này. Rồi mình vào phần home này. Rồi, sau đó thì mình sẽ vào phần view more. Mình sẽ chuyển xuống tới cái phần nhiệt ẩm kế GSP6 vào view more. Sau đó thì mình sẽ vào phần software. Vào phần download the software. Đợi một chút máy sẽ tự download cái phần mềm về. Và khi mà phần mềm về với máy thì chúng ta sẽ giải nén. Sau khi đã download xong thì chúng ta bắt đầu giải nén nhé. Chúng ta tích đúp vào đây. Run. Ok. Next. Yes. Next. Ok. Rồi máy nó sẽ tự chạy thôi. Rồi. Next. Ở đây nó hỏi là mình có chấp nhận cái phần mềm của nó không. Rồi mình tích ở trên là chấp nhận. Phía bên dưới next. Finish. Rồi finish. Rồi ok, như vậy là đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ trở ra cái màn hình chính. Thì ở đây các bạn nhìn thấy đó là một cái phần mềm để đọc cái nhiệt ẩm kế. Bây giờ chúng ta sẽ tích trước khi mà chúng ta muốn sửa chữa hoặc download
cái dữ liệu ở trên cái máy nhiệt ẩm kế tự ghi Kachilachi 10 thì chúng ta sẽ cắm một đầu của cái rắc cắm vào cái máy Kachilachi và đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào ổ USB của máy tính. Sau đó thì chúng ta sẽ tích đúc vào cái phần mềm đấy. Và chúng ta sẽ download, tích vào chữ download. Bao giờ cho cái biểu tượng ở đây nó xanh lên là được. Yeah, okay. Đang download cái dữ liệu về. Và trước khi mà chúng ta muốn cài nhiệt độ, điều chỉnh nhiệt độ tăng lên hoặc là giảm đi thì chúng ta phải download dữ liệu về là cái thứ nhất. Sau đó cái thứ hai thì chúng ta sẽ phải export cái dữ liệu đó ra ở cái dạng là bảng Excel. Vì khi chúng ta reset máy, tức là các dữ liệu ở trong máy nó sẽ biến mất đó, thì chúng ta sẽ phải download dữ liệu về máy này. Sau đó thì chúng ta sẽ phải export data để chúng ta lấy được cái dữ liệu đó ra. Sau đó thì chúng ta mới tiến hành tiếp theo. Ok, mình thử export data thôi nhé. Export data thì chúng ta sẽ từ từ đã. Mình sẽ xem. Ở đây là dạng biểu đồ hỗn hợp này. Rồi ok. Còn ở đây là dạng là số liệu. Đấy. Còn đầu tiên là ngày giờ ghi này. Độ C này. Đây là độ ẩm này. Đó. Đây, 10.810 lần. Và bây giờ mình sẽ export data ra nhé. Export này. Thì chúng ta sẽ export data ra Excel. Rồi. Mình sẽ ghi là dữ liệu của một nhà thuốc nào đó đi. Ví dụ ở đây là nhà thuốc Hiệp Anh. Nhà thuốc Hiệp Anh tới hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 20. Rồi ok, mình sẽ post ra desktop. Ok, ra xe ra desktop này. Đây là dữ liệu nhà thuốc này. Rồi như vậy ở đây là đã có đầy đủ cái dữ liệu giống như trên cái máy GST6, nó giống như ở trên cái máy Kachilachi i10. Rồi bây giờ mà chúng ta muốn thay đổi về cái nhiệt độ thì chúng ta tích vào đây. Đây ở đây là 1 giờ máy sẽ ghi một lần. Ở đây nhiệt độ đang được nhà thuốc điều chỉnh là -3°C. Bây giờ thì mình sẽ chuyển cái này về là 0.0. Dạ. 0.0. Đó, nó sẽ là nhiệt độ chuẩn của máy. Thì mình sẽ xếp ở đây. Còn nếu như mà mình muốn là giảm tiếp, ví dụ mình muốn giảm là -3.0°, -5.0°, đi cái máy này tối đa sẽ được là -5° so với nhiệt độ bình thường. Yes, yes, ok. Rồi, ok, cái thì máy nó sẽ báo tiếp một cái và tất cả các dữ liệu trước đây thì sẽ xóa hết, chỉ còn lại cái dữ liệu bắt đầu ghi từ bây giờ. Rồi sau đó mình xếp lại là ok. Còn ví dụ mà mình muốn điều chỉnh về mức là 0.0 là mức chuẩn của máy thì mình cũng chỉ cần xếp lại là xong. Đó, máy kêu tít một cái đó. Rồi bây giờ về sẽ về như mức ban đầu. Còn nhiều khi cái máy của chúng ta là chúng ta sử dụng và do chúng ta ấn hai lần ở trên cái nút nguồn ấy thì máy nó sẽ không ghi nữa. Và bình thường khi mà nó ghi thì nó sẽ ở cái dạng hình tam giác ở trên máy. Thế nhưng mà nó không ghi thì nó sẽ ở cái dạng là hình vuông ở trên cái máy nhiệt ẩm kế. Thì chúng ta cũng sẽ phải điều chỉnh ở một cái gì đó. Ví dụ như chúng ta tích vô đây. Ở đây cái máy này khách hàng trước đây để chế độ on suốt, thành ra là nó đã bị hết pin. Đây, ví dụ như chúng ta điều chỉnh là chúng ta ghi nó về là 20 giây, nó sẽ ghi một lần. Còn độ ẩm mình sẽ tiến lên là 0.0
cho nó giữ cho nó đây âm 0,1 độ, sau đó thì mình sẽ xếp lại. Yes. Ok. Như vậy thì cái máy đó nó cũng sẽ bị tiếp tục bị reset, và sau khi reset như vậy rồi thì chúng ta sẽ nhấn một lần vào cái nút nguồn của cái máy Kachi Lachi i10 thôi, thì để cho cái máy đó nó có hình tam giác hiện lên là được. Hoặc nếu như chúng ta mà muốn thay đổi nó về đúng là 0,0 thì chúng ta cũng xếp lại. Được chưa? Đó, máy nó kêu tít một cái và cái dữ liệu nó đã bị reset. Và chúng ta muốn cái máy ẩm ghế của chúng ta ghi, bắt đầu ghi lại, thì chúng ta phải nhấn vào cái nút nguồn ở trên cái máy Kachi Lachi i10 đó tầm độ khoảng từ 3 cho tới 4 giây thì máy nó sẽ kêu tít tít và có hình tam giác hiện lên là được. Rồi, ok, thì cái máy này thì cũng nó chỉ có thế thôi, nó rất là đơn giản. Và với cái nhiệt ẩm kế này thì nó sẽ ghi được tối đa là 16.000 lần. Tức là nếu như mà cứ ghi 1 giờ 1 lần như vậy thì nó sẽ được khoảng là 1,158 tháng thì nó sẽ không ghi nữa, và nó sẽ xóa cái số liệu ban đầu đi và nó sẽ ghi cái số liệu tiếp theo vào. Rồi, ok, như vậy là cái video của mình tới đây là hết. Thì nếu như các bạn có muốn đặt câu hỏi gì thêm về cái máy thì cứ để ở dưới video, mình sẽ trả lời tất cả các video của các bạn. Cái thứ hai là nếu như mà các bạn muốn mua máy hoặc là muốn hiệu chuẩn máy thì cứ báo cho mình theo số điện thoại mà mình để ở trên video. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.